Cái nguyện của tôi là tôi không có thề, nhưng tôi nguyện là nếu tôi chưa đắc la hán là không bao giờ tôi làm trụ trì và không bao giờ thâu đệ tử. Mình không có biết mình làm sao dạy đệ tử và làm sao lãnh cái tịnh xá được. Tịnh xá là chẳng những đệ tử mà còn tại gia Phật tử nữa, thì pháp lý phải cho đầy đủ. Thì người trụ trì không có khó, chỉ có một cái là pháp lý đầy đủ thôi, mà không đầy đủ là không bao giờ lãnh chịu tới tịnh xá cho nổi. Nhưng mà bây giờ kẹt hết. Nhưng ngoài ước muốn của tôi phải làm trụ trì, mà trụ trì thì phải có đệ tử để nó nối truyền của mình. Mà pháp lý tôi trăn trở nhất là đạo Phật. Minh Đăng Quang nói đạo Phật đã mất rồi, ngài mở lại đạo Phật. Thì tôi coi cái bài kinh Sư Tử Rống của Đức Phật viết lại thì đúng vậy. Từ ngày mà ngài đi tầm đạo, ngài thấy chỉ đạo người trời thôi, chỉ đưa đến cõi trời vô sắc phi phi tưởng là cao nhất, nhưng mà hết phước cũng phải luân hồi thôi. Rồi Đức Phật Thái tử Siddhartha là muốn chấm dứt luân hồi, nhưng mà làm sao chấm dứt? Thì ngài đi tìm hết 62 tôn giáo thời Đức Phật là không ai chỉ cái chấm dứt được hết. Cuối cùng ngài phải tự đi tìm lấy. Và khi tìm được rồi thì ngài không muốn giáo hóa, ngài nói cái đạo Phật nó quá giản dị, nó quá thực tế, nó ngay trong cái xác thân không đầy 2 thước này. Nhưng chúng sanh vì cái thói quen cải sửa rồi, không bao giờ chịu trở lại nhận lại cái Phật tánh. Nó dối vốn là không có điều kiện, không có pháp môn, không có đạo sư, không có cái khuôn khổ, không có cái từ từ lai đai, thì chúng sanh không thể làm được. Cái thói quen rồi, cái đó trong Tứ Diệu Đế kêu là tập đế. Thì quý vị thấy bây giờ quý vị sống cũng cũng tập thôi. Tập là cái ghiền, hay kêu một cái nữa là dính mắc. Không dính mắc là không thể sống được. Thành ra có nhiều người nói là nếu mà sư bắt buộc con sống mà không có vấn đề là không thể sống được. Không vấn đề con sống với ai, thì cái đó là một vấn đề khó khăn. Thì sống không vấn đề đó là giải thoát, nữa là không dính mắc vào cái gì hết. Mà trong cuộc sống này mà không dính mắc cái này cũng dính mắc cái khác. Hồi xưa thì chúng ta dính mắc vào cái đoàn thực, sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Cái đó nó đê tiện. Thì người trời dục giới sợ mới chạy lên giữ 5 giới, 8 giới, 5 giới. Tức là cõi trời dục giới, 3 giới là cõi người. Nhưng cái đó vẫn còn trong đoàn thực, nhưng mà cao thượng. Vẫn còn xích sắc đẹp, nhất là người khác phái. Nghe rồi tài, tiền bạc. Cái này người nữ là dính mắc nhiều nhất, đeo vàng, có tiền. Thì bây giờ, thấy ai có tiền là người nó mạnh à. Hữu tài tất tranh mà vô tài tất tử. Rồi danh, lợi. Thì cái danh nó khó hơn, cái lợi người ta có thể bỏ ra hàng tỷ bạc. Nhưng mà cái danh là mất một cái ta không chịu á. Hay là cái danh là cái tiếng khen. Phật tử mà trả bài tôi khen một cái mừng lắm, cái mặt nở tròn vo. Nếu mà nói chê một cái thì mặt cú sụ buồn 3 4 bữa. Đó là cái danh của mình. Muốn cái tiếng tốt mà không muốn tiếng dơ. Mua danh thì 3 vàng, phải ra tiền dữ lắm. Thành ra cuộc sống, cái giới luật là quan trọng. Mà giữ giới luật nhiều khi mình không giữ mà muốn được tiếng khen, cái đó là cái khó khăn. Rồi cái lợi là cái tiền bạc. Cái lợi người ta có thể bỏ được, bỏ nhà cửa, bỏ tiền bạc, cúng dường hàng tỷ được. Mà chê là không được. Cúng hàng tỷ nhưng mà cái danh tôi phải đứng đầu sổ vàng. Thì chúng ta thấy là cái đó toàn là cái lẩn quẩn của tư tưởng. Rồi ăn uống ngủ nghỉ, bây giờ chúng ta khoái ăn ngon, do đó mà sát sanh quá trời. Rồi chiến tranh, chiến tranh là do giết nhau. Thì con thú nó thù oán, giết rồi riết là máu thú thành máu người, quen tay giết được đầu bầm mạng người đồng loại cũng không ngại ngùng, càng tập nhiễm ăn dùng huyết nhục, tánh tình người lắm lúc đổi thay, thấm vào cơ thể lâu ngày hòa chung chất máu các loài thú muôn. Đời hăng hái say cuồng chém giết bởi nung bầu nhiệt huyết bùng sôi, hồn quan mà chết thảm không nhiêu, thù xưa dương dấn mà dục xuôi giặc loạn. Nay bằng muốn giải oan dứt nghiệp, phép tu trì cần kiếp ban hành, mỗi người phải cử sát sanh,
xót thương loài vật lòng lành ăn chay. Theo luật sống không ai đặng giết, không sanh người mà sao lại diệt mạng người. Nào, lập nên luật sống ở đời, bảo tồn mạng sống các loài nhỏ nhen. Nếu con kiến mà có quyền được sống thì loài người lực rộng biết bao. Đó là một phần nhỏ trong bài của sư trưởng. Nào, thì giờ chúng ta trở lại. Vậy thì chúng ta nên nhớ năm nay cũng tất niên rồi, thì sẵn đây có cô Dung viết giấy vô, thì chúng ta cũng có làm cái không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà còn phải bố thí. Thì năm nào chúng ta cũng bố thí cho mấy người nghèo ở phường 7 để xóa đói giảm nghèo. Nào, thì càng xóa mấy người nghèo càng đông, giờ tới 200 mấy chục phần. Thì chúng ta, thì cái luật chúng ta không sát sanh mà phải phóng sanh, rồi không trộm cắp mà phải bố thí nữa, thì cái đó chúng ta cố gắng. Thì năm nay phát là tại ngày 23 Tết, tức là theo âm lịch là tháng Chạp đấy, tức là ngày đưa ông Táo về trời để lo lót dọn lên tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế là trần gian này ở Việt Nam nghèo lắm, nhất là phường 7 của chúng con không có giàu gì lắm, nhờ Thượng Đế giúp cho dân ở phường 7 cũng như cả Trà Vinh này được khá. Mà chẳng những Trà Vinh mà nước Việt Nam, chẳng nước Việt Nam mà cả thế giới nào được an cư lạc nghiệp, được mà dân giàu nào đặng mà đánh lộn cho nhiều chiến tranh nó dữ. Thì ngày 26 năm nay là ngày 23 tháng Chạp, nào hôm nay là ngày cúng Táo Vân, ông đi cò bay hay cưỡi ngựa. Thì hồi đó mình đi học là vậy đó. Thì có cái bài thơ đó nhá. 23 là 23 tháng Chạp, hôm nay là ngày cúng Táo Quân, ông đi cò bay hay cưỡi ngựa. Thì bữa nay không có thì giờ, có thì giờ tôi chở câu chuyện ông Táo. Gì đâu mà có ông Táo. Có ba cái chân đó là bắt cái nồi lên trên đó. Thì câu chuyện nó cũng hay lắm, nhưng mà thì giờ không có. Thì chúng ta nhắc lại, thì ở đây là sư nhắc lại ngày 23 Tết phát quà tại trường mẫu giáo 7:30 sáng chủ nhật. Thì quý vị nào có rảnh thì vô sắp xếp, vô cô Dung, cô Thiền với một số Phật tử nữa, thì đây là chung thôi. Nhưng mà ngày đó sợ không ai rảnh, gần Tết rồi quý vị bận lắm. Thì có ai rảnh thì vô tiếp để mà vô bao để cho người ta. Như cái cô gì ở bán quần áo gì đó, ông Quỷ Thông ông bạch tôi đó, cổ cúng năm nửa nửa tấn gạo, tức là 500 ký vậy đó. Thì cổ nói để bữa 23 cổ đem vô, tôi quên, thế tôi nhớ lại 23 đem vô rồi làm sao cô Dung sắp xếp cho kịp. 200 mấy chục phần, tức là phải đem trước. Tôi nói thôi giờ nói với Quỷ Thông cho cô Dung ngay rồi điện với cổ đó, rồi sắp xếp làm sao tôi không biết, cái đó Phật tử làm, tôi thì chứng minh thôi, tức là qua bữa đó qua tôi thuyết pháp. Năm nào chủ tịch phường 7 cũng năn nỉ thỉnh tôi là thuyết pháp. Tôi nói được, cái đó thì là cái bổn phận của tôi. Rồi sau đó rồi ổng nói, ổng không chịu nói, tôi không rành, không có quen nói, sư nói được rồi. Rồi tới ông Thiện Đức, ông nào thay thế ra đọc cái phần quà, ai cúng bao nhiêu đó, mỗi một bịch bao nhiêu đó, rồi bắt đầu phát. Thì Phật tử rảnh qua đông một chút, mỗi người phát, bởi vì Phật tử, mấy người nghèo người ta đông lắm. Thì mình Phật tử phải nhiều để cho nó bớt cái loạn. Mỗi người vô một bịch, bịch đứng chỗ chỗ như bán hàng vậy, giống ở ngoài cái siêu thị á. Mấy bạn mấy cô giống siêu thị hết à. Rồi đứng người nào đứng ở chỗ nào gạo, chỗ nào kẹo, chỗ nào bánh, chỗ nào mì gì đó. Mỗi người đứng một chỗ rồi lời có cái bịch đó người ta ở ra, mình bỏ vô đó người ta đi vòng hết cái chỗ ra. Tôi thấy hay. Thì Phật tử làm cái đó. Tôi ngồi thì chứng minh chút rồi tôi về, tôi là thuyết pháp đầu hết. Mà tôi lớn rồi cũng không có sức khỏe lắm, tôi ngồi chứng minh chút thôi cho nó vui. Thì nghe nói là hồi xưa không có, bây giờ cô Dung nó không biết với Phật tử nào bài đặt là lên truyền hình gì nữa đó. Tôi thấy đem máy quay phim lại nữa thì tối là tối là bắt đầu có truyền hình Tỉnh Sáng Ngọc Dân à. Thì Phật tử bữa đó ăn mặc cho coi được một chút, tức là mặc áo giới đó, chứ đừng có xanh xanh đỏ đỏ tôi không vui à. Tôi thấy Phật tử mà làm công quả trong này thường nhất á, như là cô Liên Siêu vậy á, tôi mới đầy cô. Trời ơi, mặc gì tức nứt cô lo đủ màu hết. Tôi nói cô vô đây thì cô phải mặc một là áo lam, hai là áo nâu. Chứ đừng có mặc đồ đỏ, xanh, tím, vàng như cắt kè, như có nó kỳ quá.
là Phật tử người ta không biết rồi thôi, đã là Phật tử thì vô đây mặc cho được. Có nhiều người mặc cái áo lam, áo xanh mà trời ơi nó mướt cũng như là mỡ vậy, ra bóng đèn nó chói sáng, đã già rồi mặc chi mà dữ vậy. Mua đồ đơn giản thôi, giải bô bố cho mua cái đó là xích xoa cái gì đó, tôi nghe nói là nó mắc tiền lắm. Thì mình tập làm sao là người tu rồi thì phải sống đơn giản. Giờ sẵn tôi nhắc luôn một cái nữa là gần Tết là có một số còn thoa son rồi phấn dữ lắm, sức cái gì đó hôi rình à, ở ngoài thì người ta lo thôn mà tôi vậy tôi hửi giống nổi, thấy không? Không có vô mà hãy vô kêu bạch tôi thì đừng có đứng trên gió, dùm xuống dưới gió anh chút để tôi ngộp, bữa nào tôi chết bất tử á, thở không được, tôi đã không quen cái mùi son phấn, tôi nói thiệt đừng có tập riết rồi tôi ghiền là tội nghiệp cho tôi sợ cái mùi đó lắm. Ban đầu thì nó chê hửi riết cái nó quen, gọi là cái tập đế đó, nó ghiền không có là chịu nổi. Nó thì tội nghiệp cho tôi thì xuống vô đây thì tinh son phấn rồi bỏ bớt móng tay móng chân, trời ơi thoa tùm lum hết trơn, rồi thoa móng chân móng tay rồi còn chêm cái hột hột trên đó nữa, trời đất ơi đủ thứ hết. Đó. Còn người nào mà tôi xin thưa luôn là chưa xăm đó thì đừng xăm, xăm là phá bỏ không có được. Thì cái bà gì đó bà thọ tám giới, vô bạch sư chứng minh con thọ tám giới, bà cậu ở đầu trọc lóc à, mà cái chân mày lá liễu đen thui, cái môi thì đỏ chói. Tôi nói trời ơi bà tám giới mà cạo đầu mà cái môi bà cái chân mày bà như là còn hơn mấy cô, nó cong veo mà đen thui, sao bà không cạo bỏ luôn? Của nó bạch sư đâu có cạo được sư, con ở tới chết luôn, cái chân mày với cái môi con là không có bỏ được. Tôi nói sao vậy, tho son rồi bà dồi bỏ, cái này không phải son sư ơi, nó là xăm. Tôi nói xăm là cái gì, nó sư không biết đâu. Tôi nghe danh từ lạ, cái gì môi mà môi xăm, chân mày cũng chân mày xăm. Tôi nói bà lấy lò nghẹ bà quẹt cái gì thì bà chùi bỏ, mà nó không phải cái này là nó xăm nó dính luôn à. Rồi thì tôi cho cô nào mà chưa từng xăm thì tôi từ nay vĩnh viễn đừng xăm nữa, mình sao cứ để như vậy đi. Rồi có người thì già rồi mà tóc nhuộm đen thui, tôi lấy làm lạ sao bà tám mấy tuổi là tóc bà đen mướt gì như mấy người trẻ vậy, tóc nhuộm mà sư tóc trắng là nhuộm đen, rồi mấy cô còn trẻ tóc đen thì nhuộm đỏ. Tôi lại tôi lễ tôi nói tóc cô dính như gì tùm lum vậy, nó đâu có sư. Tôi nói sao có tóc đỏ tươi mà không có dính, cô vậy cô gọi cho nó dính gì đó cao áo kìa, nó không phải sư con nhuộm. Việt kiều bây giờ nó về là nó bắt buộc phải nhuộm mà, rồi nó kêu là làm meo vậy đó. Tôi nghe tôi hỏi làm meo là làm cái gì, nói tiếng Mỹ sư meo là làm móng. Tôi nói trời ơi cho nên là móng thì kêu móng ông nội tôi đi chứ còn kêu meo. Tôi nói cái gì bây giờ quá trời đi, nó bớt bớt lại tội nghiệp cho tôi quê lắm, tôi không biết mấy cái danh từ với mấy cái vô đó. Thì vô đây đó, tội nghiệp thay đồ mặc đồ lam hay đồ nâu chứ đừng đọc mặc đồ cắt kè nữa, coi thấy ghê quá trời đi. Rồi son phấn rồi thì bớt lại, nhất là Tết này á, ai vô cũng như mùng một là tôi chịu không nổi, cái mùi nó nực nồng. Thì vô đây thì mình chịu khó bôi bỏ đi, rồi ra rồi muốn thôi gì thôi. Ở đây là cái xứ thiên đường mà, rồi ra ngoài là cái xứ địa ngục, ở ngoài đó thì đủ thứ. Cái ông gì ở Long Xuyên ông nói à, con vô tịnh xá này con thấy an tâm vô cùng, sư cho con ở mỗi lần xuống là cho con ở ban ngày trong này, con ở đi hợp đồng với cái công ty gì đó, cái công trường gì đó. Tôi nói được à, ngủ mà đêm thì thoải xin phép. Mà ông nói con không có ngủ, con lợi rằng cô gì bán hột cải đó, con ngủ ở đó, nhưng cô có cái xe 7 chỗ thì con tính đậu trong này, con vô đây ban ngày con thấy nó ấm cúng vô cùng, con đi hết tịnh xá rồi con chỉ có thấy cái tịnh xá này vô là thấy nó an lạc. Là sao vậy sư? Tôi nói tại đây có người thiền, thì cái nhân điện cũng như nó tỏa ra tôi, ông vô ông cảm được cái đó cũng như ông gặp Đức Phật mà cái là ông đắc quả nhập lưu liền à. Thì cái định lực này mạnh lắm, thì chỗ nào có tu là ông vô thấy an lạc thôi, còn không tu là khó. Ở đây là có sư ăn chay trường chay ngọ không à, còn các chỗ có khi mấy người xuất gia mà ăn mặn nữa, vừa mặn vừa chay rồi làm đủ thứ hết trơn à. Tôi đây là không có, tôi là cần cái gỗ hơn nước sơn. Tết rồi sao sư không sơn, sư sơn ông Phật rồi sư treo cờ Phật giáo này. Tôi nói ôi không có làm mấy cái vụ đó, tốn tiền mà treo từ ở ngoài cửa ra tới ngoài đường lộ. Tôi nói ôi không có làm cái đó. Tiền đó để bố thí cho mấy người nghèo, thấy không? Quý vị làm sao xin hào quang Đức Phật nữa. Tôi nói hào quang của cô mới quan trọng chứ, hào quang Đức Phật ăn thua gì, Đức Phật mà sáng rỡ là cần gì hào quang, cô có hào quang mới là đúng.
Cô giữ tám giới thì niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm khỏi cần niệm Phật. Thì cô chìm đắm trong đó 7 ngày 7 đêm thì có hào quang à. Mới là không nổi xưa, không nổi rồi sao muốn hào quang của xi măng. Thì mấy bà mấy cô ở đây thì tôi cũng tha thiết năn nỉ, xin quý vị cố gắng giữ giới, cố gắng ngồi thiền. Thì tôi thấy là có ngồi thiền không ai ngồi đó. Bây giờ cái vấn đề học bài thì cái năng lên đó, cái phong trào học bài bây giờ dữ lắm. Nhưng mà ăn mà tôi sợ quý vị sinh bụng á, phải tiêu hóa, mà tiêu hóa là phải thiền định, mà thiền định thì phải giữ giới cho kỹ. Quý vị thọ giới mà quý vị không có giữ, cũng như cái bà gì hôm nội tôi vậy đó, thọ 10 giới rồi tôi dặn là ai mà thọ 5 giới là phải 10 ngày chay nhá, còn không thì đi xuống. Thọ rồi ăn có 2 ngày, mà tám mấy tuổi rồi đó mà có ăn có 2 ngày. Tôi nói là bà là phải chay trường mới đúng. Rồi có cái ông gì cũng vậy, thọ rồi cái là bạn tới chơi là nhậu, cũng như là bây giờ ông Lễ ông Nhã gì đó ông đi mất tới hoài, ngay có Việt Kiều về đó thì chắc ông nhậu thôi. Mà tôi là không chịu truyền à, tôi nói ông thọ giữ được không à, 10 ngày chay à, nào giới là uống rượu với giới nói dối ông giữ được không, mà đầu ông không chịu thọ. Còn biết ai nói sao ông xin thọ, ông nói cũng cố gắng giữ. Mấy rồi còn Tết này nó giật kiệu về có thấy mặt ông đâu, mất tiêu. Hỏi thì có Phật tử nói ông đi nhậu hồi xưa ơi. Tôi nói trời ơi, năm giới là đi nhậu. Thành ra cái giữ giới rất là khó. Cái giới thứ nhất là sát sanh ăn chay là khó. Cái giới thứ năm đó là uống rượu. Uống rượu là nặng hơn là cái ăn chay, nó phá giới hết trơn à. Thì tôi xin Phật tử cố gắng, thấy không? Vậy thì tới bữa 23 Tết thì ai có rảnh vô đây tiếp với cô Dung với cô Thiền vậy đó, mỗi năm thì cô làm tiếp tay, bởi vì cái này là cái chung chứ không phải riêng của cô Dung, nhưng mà cái cổ làm quen rồi thì tôi cũng giao cho cổ thôi. Thì ai muốn có cúng cái gì cái đem lại đó rồi bàn với cổ, rồi chịu khó vô bao giùm cổ, rồi nếu không rảnh thì thôi rảnh vô đây đưa cho người ta, truyền cho người ta. Thì bữa đó tôi cũng đi nữa, ở bên phường 7 đây chứ không có đâu xa, bước qua cái lộ tới rồi. Nhớ, chỗ trường mẫu giáo đó thì ở đó vô trong tịnh xá rồi cùng nhau qua bên đó tôi thiết, rồi thì tôi khỏe à, tôi ở khỏe tôi về, quý vị cho hết quà rồi quý vị về ha. Thì thôi bây giờ như vậy đó, tôi xin nhắn nhủ quý vị một ít đó. Bây giờ chúng ta tới cái bài pháp, thì tôi xin thưa đó, bây giờ mình thuyết pháp nó kỳ này là tôi giảng lần thứ tư rồi đó. Thì tôi thấy giảng rồi tôi ngồi thiền tôi thấy nó không ổn, tức là không sáng tỏ. Tôi muốn đi cho chi tiết, mà chi tiết thì khó à. Tôi năn nỉ mà cũng như tôi nói là bắt buộc quý vị phải học thuộc lòng, trả bài cho tôi coi được tôi giảng tới sâu nữa, còn không thì thôi, giảng tới đụng ai là hán tôi mới thôi. Thì cái quả nhập lưu là cái quả khó nhất trong bốn quả tứ sa môn quả. Tại sao vậy? Tôi đã coi hoài tôi không biết tại sao mà có quả nhập lưu lại khó hơn được sanh cõi trời, hơn thống lãnh cõi đất, hơn chủ trì võ trụ, quả dự lưu là tối thắng. Rồi Đức Phật cũng vậy, ai xuất gia rồi ngài giao Xá Lợi Phất, không giao người nào khác hết. Chừng nào đắc quả nhập lưu rồi Xá Lợi Phất mới giao lại một kiền liên hay mấy vị tới 1.250 a la hán mà. Mà tại sao chỉ có Xá Lợi Phất thôi? Bởi vì ngài trí tuệ đệ nhất, tương đương với Như Lai. Thành ra cái giáo pháp muốn độ người ta mình phải có một sự linh động, có một sự sáng tạo. Ở đây thì tôi thấy trả bài trả thuộc lòng thôi mà linh động sáng tạo không có. Có một vài người thôi, như cô Gấm này kia rồi đó, thì nó có cái sáng tạo, tức là nghe pháp của tôi rồi trả theo cái hiểu biết của mình. Thì cái đó là cái độc đáo, còn nghe thâu băng của tôi và trả theo cái băng thì thôi, cái đó là thuyết pháp chết. Mình nghe mình hiểu, mình có cái trạch pháp rồi mình sửa theo cái hiểu biết của mình thì cái bài pháp rất hay, nó linh động, nó sinh động, nó có cái hồn của mình trong đó. Còn đa số gì trả được, nhưng mà trả cái dàn bài giống hệt như của tôi giống nhau hết. Còn có một số học ông thầy của mình thì trả giống giống nhau à, tôi nghe tôi có mấy ông Việt Nam đó thì cũng giỏi, nhưng mà cái khuôn khổ nó giống hệt à, trả cái bài mình nghe rồi mình thấy sao nó giống giống. Có một cái thí dụ khác thôi thì cái đó cũng được thôi, giống có gì, nhưng cái đó là người trời thôi,
chứ chưa làm Phật được. Thành Phật là phải có sáng tạo. Ở đây là có ông Thiện Đức, nó có sáng tạo á. Trả bài là không theo của tôi, nhưng mà qua tôi giảng rồi ông có cái nghiền ngẫm mà ông hiểu. Mà cái hiểu đó là do thiền định. Một người giỏi là không phải cần cái coi kinh cho nhiều đâu, mà là phải có sự tiêu hóa. Cũng như tôi đó, bây giờ tôi đặt ra 15 hạng chúng sanh, quý vị thấy là chưa ở đâu có, chỉ có Trà Vinh thôi. Còn sư trưởng đó thì trong kinh đó, Nam Tông, Bắc Tông gì có 10 pháp giới, 10 chúng sanh. Mà không có kêu chúng sanh, kêu pháp giới. Chỉ có mình sư trưởng là dám sửa là chúng sanh. Rồi sư trưởng ra bốn vả thánh, nhập lưu, nhất lai, bất lai, A-la-hán thì gom lại có một. Bên tiểu thừa, đại thừa kêu là thinh văn. Thinh văn, duyên giác, Bồ Tát, Như Lai có bốn rồi. Với sáu đường ác đạo nữa. À, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, người trời là sáu đường, với bốn đường kia là mười. Sư trưởng thấy rằng thinh văn đó là bốn quả rất quan trọng. Không phải xuất gia thành A-la-hán liền, phải qua nhập lưu, nhất lai, bất lai, vô sanh, A-la-hán. Thì ngài thêm ba cái nữa là thất thánh, tứ thánh là thinh văn, còn duyên giác, Bồ Tát, Như Lai ba nữa là bảy. Bảy với sáu là 13. Rồi tôi thấy sao cõi trời ngài nhập một, trời dục giới, trời sắc giới, trời vô dục giới là năm giới, sắc giới là tám giới, vô sắc là 10 giới, mà nhập có một, sư trưởng cũng nhập một. Tôi nói trời ơi, chính Phật tử tôi thấy người giữ năm giới mà suốt đời gần chết là cũng chưa thọ tám giới được. Ở đây mấy người thọ tám giới. Mà tám giới là cái giới nó ăn theo cái pháp lý. Pháp lý phải giỏi. Thế mà năm giới người ta trả thao thao bất tuyệt, tám giới kêu không biết pháp, không có trả được. Tôi nói ôi, cái giới này là giới của thân mà không có tâm. Hãy càng giữ giới càng kỹ thì cái tâm mình càng trong sáng, càng cái tư tưởng càng sáng suốt thông minh. Ví dụ không giữ giới làm sao ngồi thiền? Mà giữ giới càng nhiều thì cái tâm nó càng định. Mà tâm càng định thì định lực càng mạnh, giữ giới càng dễ dàng. Thế mà thọ tám giới mặc đồ nâu, cái đầu trọc rồi kêu trả bài không trả được. Còn trong lúc người ta năm giới người ta trả thao thao bất tuyệt. Vậy là thiếu thiền định. Năm giới mà ta có thiền định thì người ta nghiền ngẫm người ta trả được. Nhưng mà năm giới do cái bài thầy giảng rồi học thuộc lòng rồi để như cái đĩa nhã phả ra thì cái đó được. Nhưng mà làm người trời thôi, chưa có thể qua nhập lưu được. Ăn mình phải tiêu, không? Ăn con trâu mà ăn cỏ, mà nếu cái cỏ ọc đó còn cỏ y nguyên, không có tiêu nó sình bụng. Cỏ phải nghiền ngẫm cho bấy nó thành xương, thành thịt, thành máu của mình. Thì cái này là sáng tạo. Một con bò nó ăn cỏ thì khác, con trâu nó ăn cỏ thì khác, không? Còn mỗi loài người ta ăn cơm thì khác. Con vịt con này kia nó ăn lúa thì nó đâu có thành người được. Con người ăn lúa lại khác. Thì do cái bao tử, cái cơ thể, cái cơ quan của mình nó tinh vi. Phật cũng ăn cơm mà đâu có như mình. Ngài ăn rất ít mà ngài rất khỏe, mập mập, tốt lành, cái tướng rất tốt. Còn ở đây nhiều quý vị ăn chay nó khác và ăn mặn nó khác. Ăn mặn cái mồ hôi quý vị đi gần nó hôi rình à. Nhất là như người hút thuốc. Mà lợi dụng tôi là như Phật tử là tôi nói thẳng à, cô vô ông nhã rồi đó vừa lợi tôi từ đây tới nay không dám lợi nữa. Ông hút thuốc trời cũng miệng hôi rình. Ngày thường không có hút, bữa đó là có Dực Kiều về ông đi chơi ông hút. Ông vô ông bạch tôi cái gì đó, tôi đứng dưới gió, ông trên gió. Tôi nói ông hút thuốc à. Ông nói sợ sư hay quá gì, sư hay gì. Cái mùi thuốc nó hôi muốn chết. Thành ra tôi nặng mi nghĩ quý vị từ nay bớt đi, tập giữ tám giới đi. Không nghe xem hát múa đờn kèn, không ngồi ghế cao nằm giường rộng, không trang điểm phấn son dầu hoa, áo quần hàng lụa tươi tốt. Cái gì đổ thừa tại chị con, mấy đứa em con Việt Kiều, nó gửi về nó biểu con phải phải sức thôi, nếu không là nó cúp lương con. Mình sống vì tiền bạc hay sống vì tâm linh? Quý vị khoái nghe nói Việt Kiều là khoái lắm. Mà Việt Kiều nó nghèo, Việt Kiều bây giờ không phải Việt Kiều hồi trước. Tôi có mấy được người em á, là mấy đứa mà con không dám về Việt Nam. Con số con không dám về, tại sao vậy? Lúc này tụi con không có tiền, sư ơi, thất nghiệp tùm lum. Mà về Việt Nam thì phải chuẩn bị một mớ đô la. Chứ vậy, ta lợi ta xin. Việt Nam mình có một cái lò than bự lắm. Người nào cũng có lò than bự không à. Có người rất
Thành ra đây tôi là Việt kiều đến là cúng tiền, tôi không có nhận bất cứ ai, tôi đâu có đói. Thì Phật tử muốn có chỗ ngồi, muốn có nhà giảng thì cấp, không có. Tôi thì trong chân lý của sư trưởng là nhà tăng nó chỉ ngủ ngoài trời, đi sinh thì ăn, tối ngủ dưới gốc cây hoặc ngoài trời. Nó là của Đức Phật mà Minh Đăng Quang cũng lập lại hoài. Thì ở đây vô là tôi cho một cái đơn với một cái thiền sàng ngủ ngoài trời, trừ ra mưa với bệnh mới ngồi trong. Tôi bây giờ bệnh rồi tôi cũng làm không được, tôi vô trong. Còn mấy sư trẻ thì ngủ ngoài hết, mà đó tôi đi kiểm soát ạ. Người 1 giờ phải thức ngồi tới 1 giờ, 1 giờ khuya, chiều 5 giờ là phải ngồi tới 7 giờ, sáng thì 3 giờ rưỡi thức, ông nào sa di thì lên tụng kinh tỳ kheo phải ngồi luôn tới sáng. Thành ra đây đừng có nói dễ, dễ mà khó. Cô đơn chết mồ, không có điện thoại di động, không có điện thoại bàn, không có đĩa, không có gì, có ta với ta thôi, khỏi làm cái gì hết. Mấy sáng mấy sư đi bát hết buổi sáng rồi, độ cơm rồi 3-4 giờ nghe pháp hội tụ lại đọc chân lý, rồi 5 giờ xuống là 5 giờ tới 7 giờ, 7 giờ đi ngủ tới 11 giờ, ngồi tới 1 giờ, 3 rưỡi thức tới sáng, bắt đầu ngày mai nữa. Công quả thì có 2-3 tiếng đồng hồ. Ở đây công quả cha không, đâu có ông nào làm gì đâu, có ba cỏ thôi. Như bây giờ sơn tịnh xá này kia đúng ra là công quả đã làm, đâu có ông nào rửa đâu, mướn không. Ở đây có cô vô hạnh có tiền nhiều có mướn không à, rồi vô mướn người ta trả tiền cho người ta, rồi là mấy ông công quả không có làm gì hết. Anh nói đây là con sướng sức mà mấy ổng đi qua bên Hòa Thượng Thanh Từ thường chiếu rồi, trời ơi làm từ sáng tới chiều, tối mà còn làm. Rồi ăn thì phải ra chợ mua đồ về nấu ăn. Còn ở đây là tôi đi các nơi, ở đây ăn uống sung sướng vô cùng. Bữa ngọ trưa quý vị coi 4-5 món đồ ăn, mà tôi đầy hoài chứ, ở ngoài bị làm cực muốn chết, không dám ăn, đem đi cho mấy ông sư ăn riết rồi mấy ổng sa đọa. Nó tôi dặn rồi, quý sư đây là học trò khó, bi sinh ăn tu học, ăn xin mà, thì nuôi học trò, nuôi quý sư là nuôi học trò, chưa có làm thầy có nào đắc quả đâu, ít nhất cũng đắc quả nhập lai hợp lưu thì mới là thầy quý vị. Còn ở đây biết có ai nhập không, tôi còn chưa nhập lưu được mà tôi không biết tôi đắc quả gì, thì tôi đâu có dám xưng thầy đâu, tôi cũng nói là tôi thôi. Thì quý vị coi tôi như người học trò, nuôi cho nó đúng thì nó làm thầy, mà nuôi không đúng thì nó rớt, nó sa đọa, sa đọa tội nghiệp tôi. Mà quý vị muốn nuôi học trò phải làm sao? Đừng cho ăn sang quá, đừng cho nó cực khổ quá, cho nó trung đạo thôi. Thì sư trưởng mình đã qua một ngày một bữa ngọ trưa nghe, cũng vừa đủ sống lại vừa trao tâm. Áo đã mặc nhiều năm rách đã lụm vải bô trầm giá khiếu khâu, thì quý vị đúng là cho ăn bữa ngọ trưa. Rồi quý vị còn có điểm tâm sáng, các nơi đó đại đức phải xuống dưới nấu điểm tâm. Tôi có đi nhiều tịnh xá mà chỉ có bữa trưa, mà có chỗ bây giờ bữa trưa nấu ơn thì mấy ông công quả làm chết mồi chết tổ. Thì cái cô gì ở trên, cô Yến trển xuống đây nghe pháp, và bữa nay không chừng có xuống nữa. Cô nói trển bây giờ không có tu đâu sư ơi. Cô Nhu cô gì đó cũng là bây giờ mấy cô xuất gia 50-60 người tới 3 tịnh xá mà làm suốt ngày. Tôi nói làm cái gì, anh có buôn bán gì nó không có, nấu nướng. Tôi nói nấu nướng gì mà ta suốt ngày, thì mấy người xuất gia phải nấu cho Việt kiều ăn. Tôi nói trời, Việt kiều bộ cha, nếu không nấu thì không có đô la, mà xuất gia rồi cần cái đô la làm cái gì? Như tôi giờ xài cái gì mà đưa tiền tôi làm sao tôi xài? Thì có tôi cho ra hoặc ấy, mà nếu chùa cất cho lớn để làm cái gì? Phật tử nó muốn nghe pháp thì nó cất, nhưng phải đúng giới luật. Sư trưởng là cấm dùng tường gạch nóc ngói lầu, chỉ là cây dán lá thôi. Mà ở đây bây giờ tôi lá rồi 3-4 năm 7-8 năm phải lột lại, tôi cũng làm biếng cây dán thiệt chứ không có lá, mà thiệt nó nóng muốn chết, lá thì nó mát, nhưng 4-5 năm là phải lột lại. Cái tiền thì không nói mình xin được, còn cái lột nó công nó cực khổ lắm, khó mà lột, mà leo lên đó rủi có lỡ lỡ mà chật tay chật chân nữa thì chết tôi. Tôi lo mấy ông sư tôi đâu dám cho leo mà mặc y nữa, có mấy ông con quả thôi. Con quả ở đây sướng tổ cha, không có làm gì được, tình là mướn ngoài không à. Thì quý vị nên nhớ là cái tu cho đúng giới luật,
thì mới có thời giờ rảnh mà ngồi thiền. Mà trong cái lực ngồi thiền ít nhất cũng phải 2 tiếng, mà 2 tiếng ở đây một đêm 3 thời thì hết 6 tiếng rồi, hết 1/4 ngày giờ đêm, 24 tiếng mà hết 6 tiếng rồi. Mà 6 tiếng chưa được à, đúng ra là phải ngồi 10 tiếng 20 tiếng à. Thành đó quý vị cư sĩ làm sao mà có thì giờ mà không ngồi thiền, làm sao mà nhai cỏ cho nó tiêu, nghiền ngẫm cho nó tiếng này qua tiếng khác trong thanh tịnh. Thì Đức Phật kêu là vô sư trí. Cái gì các con không hiểu, thời buổi không có Phật, không có A-la-hán, không có thánh nhân, thì các con cứ hỏi vô sư trí. Người sao không biết vô sư trí là cái gì? Vô là không, sư là thầy, không có trí không có thầy. Thì cái lặng lẽ là thầy của 3 đời chư Phật, tức là cái thấy nghe, cái lặng lẽ, cái chân không, cái chân như. Thì quý vị cứ ngồi hoài để yên cái tâm trong đó. Rồi cái gì quý vị cũng biết hết, biết tất cả bằng cái lặng lẽ. Tôi nói thật, tôi cũng không giỏi giờ hơn quý vị đâu. Tôi hồi xưa tôi ngu hơn quý vị nữa. Hồi còn đi học là tôi ngu lắm. Nhưng mà vô đây tôi nhờ Minh Đăng Quang, nhờ Giác Chánh. Ngài nói sư khang ráng ngồi thiền, tôi thấy sư ngồi hay lắm. Ốm ốm là ngồi lâu, bắt khiết già nữa. Tôi ngồi là tôi vô định à, 9-10 tiếng. Mà tôi tưởng đó nhập định đâu có mốc gì định, mà 9-10 tiếng ăn thua gì bệnh, phải 7 ngày 7 đêm, 7 tuần, 70 tuần, 7.000 năm. Không ăn uống gì hết. Tới chừng tôi coi kinh cho sâu tôi mới biết. Rồi bây giờ tôi coi cái kinh Sa Môn Quả nữa, tức là trong trường bộ kinh đó. Tôi thấy tôi hiểu chưa chính xác. Tôi nhờ cô Như Nhật đánh lại cái kinh ở trong năm bộ Nikaya, tôi coi tới coi lui bây giờ tôi hiểu. Nói trời, hồi xưa mình giảng chưa đúng. Nó không sai, nhưng mà nó không đi đúng chi tiết. Cái năm truyền cái tôi giảng không chính xác. Năm truyền cái nó ăn với năm tứ thiền, đúng là ngũ thiền. Tầm riêng, sát riêng, mà gộp tầm sát vô thì tứ thiền. Thì có ăn với năm truyền cái, ăn một cách khích khao. Mà năm truyền cái với tứ thiền nó ăn với tiến trình năm quẩn. Mà tiến trình năm quẩn nó ăn với tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ, tiến trình năm quẩn nó ăn với thập nhị nhân duyên. Một thứ hệt. Tôi ngồi tôi nói trời ơi, Đức Phật tài quá, Ngài lách qua đất lợi, Ngài sáng tạo tùm lum, nhưng mà cái gốc thì cuối cùng có thân, cảm giác, tư tưởng. Người thân nó lệ thuộc vào cảm giác này, gom lợi thì có thọ cảm thôi. Mà danh từ nó kêu khác, diệt thọ tưởng định là cảm giác và tư tưởng. Thì còn có hai, rồi cuối cùng hai nó bỏ nữa thì cổ dọn có cái tư tưởng thôi. Thành ra mình thấy cái ông tỳ kheo vậy đó, ông bỏ nhà ông đi tu rồi vô cái cho ông ở ngoài 5 giới, rồi vô cho ông 8 giới, thời gian có 7 năm 7 bữa, cho 10 giới làm sa di, rồi có 5 6 bữa cho ông lên làm tỳ kheo 250 giới. Ông sợ quá, ông hoàn tục, ông nói không có giữ được. Tôi ngoài 5 giới tôi giữ muốn chết rồi, không được. Ngoài thì nó khác, cái hoàn cảnh nó khó khăn, cũng như quý vị giờ 5 giới giữ đâu có đủ. Nhưng mà xuất gia mà có Phật rồi, có giáo hội, có ông trụ trì đàng hoàng, quý vị giữ dễ dàng. Tôi nói thiệt, hồi tôi đi hành đạo với Giác Chánh nói là giữ giới 250 giới rất là được. Nó dễ dàng, cái hoàn cảnh nó đầy đủ cho mình. Còn bây giờ chừng nào tôi mới làm nổi? Hồi đó là 250 giới tôi giữ gần đủ đó. Ăn ngày có bữa ngồi trưa. Sáng là 12 giờ rung chuông rồi, là tôi ra ngoài ruộng tôi ngồi tới 9 giờ sáng. Tôi quải cái bát vô thì mấy ông lục đi với dân chúng là để mình đi theo ổng mình xin ăn. Chừng 9-10 chén cơm là đủ rồi, tôi ăn rồi đó giữ à. Cái bát này đầy nhóc là 9 chén đó. Sư tử ăn tới 11 chén đó. Đi không? Đi rồi đâu có cái gì, có cái lon ghi gô đó. Bây giờ không thấy lon đó, ghi gô là sữa Hòa Lan gì đó. Lon ghi gô nó là 900cc, gần 1 lít. Thì mấy Phật tử mới thấy đi hành đạo tội nghiệp, mới may một cái vải ở trong, mới để bông gòn hay cái gì đó, rồi bỏ cái lon vô đó 8 9 tiếng còn nóng. Thì mấy ông sư cũng khôn đó. Đi ở hành đạo ở ngoài quê đó, thì chỉ có mấy người Tàu là giàu thôi, mấy người Miên dân tộc thiểu số nghèo, ở nhà họ uống nước lạnh không à. Còn mình thì là công tử đi hành đạo chứ uống nước sôi không à, nước lạnh uống nó phá bụng. Thì tôi nói sư tử ơi, xin miếng nước của đây. Tôi đã đưa
Để lại mấy nhà tàu á, nhà giàu giàu nó có rẫy đó, ra ngoài rẫy ngồi. Rồi nó ra nghe pháp thì sư tử giảng tiếng tàu cho nó, sư tử cũng rành, tôi cũng rành tiếng tàu, tôi không có giảng. Giờ ông giảng thì tôi ra chỗ khác tôi ngồi, đưa cái lon, ông nói đưa đây, đưa cái lon cho một lon nước sôi. Ở trong nhà người tàu người nào cũng có hai ba cái bình tỷ đựng nước, người miền không có cái nào hết. Tôi ăn còn đéo à, mà đi nhà mấy người miền đó đổ xi chân xuống không dám đi, về sớt ra hết. Tôi ơi nó ăn nó tanh rình, ra bắt chép con tép con gì ngoài biển nó để trong đó, rồi cái chén nó rửa hơi hơi à, mấy người miền đó rửa chén, tôi coi mấy đứa nhỏ rửa sáng cười lắm. Có cái gì ở cái diệm đó nó đút trong đó nó ấy, rồi nó lắc qua lắc lại vài cái đem lên rồi nó hôi rình, rồi nó múc chén cơm cho mình, nó đổ vô mà cơm nóng nó bốc cái hơi lên muốn bật ngửa. Cái mùi chém chép mùi sò hến gì nó an toàn cái đó không, chân mà đi bác với tôi về ổng xuất ra hết, kêu Phật tử đem cơm khác rồi. Tôi nói thầy sang có đi đâu có được, đi thì có gì ăn cái nấy, ta dám ăn mà thầy hủi hơi chứ thầy đâu có ăn đâu mà sợ. Ông không chịu, nói ăn không có vô. Tôi nói vậy đi về tỉnh xá đi, ở đây không có được. Tôi sư tử thì làm náo à. Tôi đi là tôi chín chén, tôi nói tôi chín chén ăn hết nghe thầy. Ông nói là cái bát đựng tới mười mấy chén xin nữa đi. Tôi nói làm sao ăn, nó về xớt cho trọ. Thì ông mười chén tôi mười chén, tôi về tôi xớt cho ông chén rồi tôi thấy còn nhiều quá. Chín chén ăn nổi, tôi nói giờ ăn hai chén nè, không được. Ông làm 13 chén luôn. Tôi có chín chén. Cái bụng nó bự, bụng nước lèo, không ăn đây lắm. Rồi thì tôi kiếm chỗ khác, tôi coi kinh, tôi ngồi thiền. Ông ở đây là thuyết pháp, mấy bà tàu khoái đó, mà nói tiếng tàu mà ra đi hành đạo vui lắm. Thành ra cái giới nó dễ giữ, đâu có làm gì mà phạm. Ở tịnh xá còn lo đủ thứ, đi đó là thượng tọa giác chánh lo hết, mình khỏi đâu cái giờ đó. Đi cho tới 6-7 giờ chiều mới về. Hồi xưa thì yên lắm, cái chỗ mà quốc gia đồ họ kính trọng người tu lắm. Đi rồi ra mấy mã người Tàu á, cái mã một công đức nha, mà mã là đẹp lắm, họ đi theo cái thủy thổ gì đó, đó họ cất cái mã là phải dây ra cái sông, mà một công đức cao lên những cái mã tròn ở giữa, mà leo lên cái bờ mã đó mình ngồi thiền, nhất là đêm 13, 14, trăng đẹp lắm, cúng hội cái rồi đi, tới nửa tháng mới gặp nhau lần, có khi thì xuân tỏa cho nửa tháng, có khi 23, 18 phải về độc giới, còn giới bổn là phải về thôi, giới tỳ kheo. Còn giới Bồ Tát, giới Phật tử này nói thôi khỏi về cũng được. Rồi mình đi thì bỏ ngại đó, mình đi nửa tháng mình về lần. Rồi đi là ngủ ngoài ruộng không, xuống nè. Bằng đêm thì nhất là từ đây cho tới Tết, mát vô cùng, không có con muỗi nữa. Mà lúa hồi xưa không phải như bây giờ, nó thơm vô cùng. Lúa bây giờ hôi rình, hôi cái mùi thuốc này, thuốc xịt giờ chưa hỏng. Không có rầy. Ở Bạc Liêu với Cà Mau một cái bông lúa nở hai vé, tôi nghe nói mà tôi chưa biết rồi đi mới thấy, kêu lúa đồng đồng đó không, mà mình cắn mình ngậm nó ngọt xớt à, ngọt như sữa vậy. Ngon là vô cùng, mình đã đi hành đạo thích lắm. Nhưng mà thượng tọa giác chánh cực nhất, bây giờ đi được mà kiếm một người như ngài là không có, mà không hề ghiền cái gì hết trơn. Cho ngài ăn qua mớ sâm này kia Phật tử mua ra, ngài đâu có ăn, đưa xuống cho điền ngài không cái không uống trà không cà phê không cái gì hết, sáng cho ngài bình thủy nước sôi có nhiêu thôi, rồi bữa sau sáng mình xách lại cái bình thủy nước sôi ngài có nhiêu thôi. Rồi tôi là kính ngài, kính cả hành ngài trên này, tôi hồi xưa rồi đi đó, chưa gặp ai như ngài. Mấy vị mà giáo chủ lớn như Trí Tịnh nè, Thanh Từ nè, Minh Châu nè, tôi có đến hết đó. Mà không phải là mèo khen nghèo chạy đuôi, nhưng mà thật sự tôi thấy chưa ai mà sống đời sống mà đạm bạc mà thanh bần như là giác chánh. Tôi nói kính ngài, tôi cũng về tôi cũng đi, nhất là cô Dung dẫn tôi mấy người đó, cô Dung cửa quen mấy tay thượng tọa lớn không à, rồi đi đi chơi đó, kêu mà đi tham quan gì đó. Thì cô đơn ghé tôi cũng vô thăm các ngài, thì tôi thấy các ngài sống không bằng nhị tổ mình đâu, sung sướng dữ lắm. Các ngài có máy lạnh, có máy điều hòa, có đủ thứ uống trà đồ ngon không à. Tôi tội giấc dánh chả có mốc vậy thôi. Tôi thấy tôi kính kính về cái đức của ngài. Thì thôi giờ chúng ta trở lại. Vậy thì chúng ta chịu khó ha. Từ nay là bắt đầu ngày mai là Chủ nhật.
Thì tôi tiếp tục giảng, nếu quý vị chịu học, còn Tết nay không biết nghỉ chừng nào, tới bữa 23 là ngày Chủ nhật, là ngày Quỷ Lão đó, phát quà. Nếu quý vị còn học thì chiều mình 2 giờ tiếp tục học. Còn quý vị nói gần Tết đi làm biếng muốn nghỉ thì tôi cũng suy nghĩ. Chứ tôi thì không có ngày Tết, tôi thì 365 ngày được xuân hết. Nghe không? Vậy thì nếu quý vị mà đồng ý là chúng ta học bữa 23, sáng Quỷ Lão, rồi quý vị dùng cơm thì chiều 2 giờ, quý vị tiếp tục học. 23 thì 7 ngày là tới 30, mà năm nay tháng thiếu, 29 là Tết rồi. Nghe thì mùng 1 đó, thì ngay là Chủ nhật. Thì tất nhiên là 23 là hết rồi đó. Thì bắt đầu mùng 1 thì thường thường ở cái lễ, cái truyền thống của khất sĩ đó, một năm chỉ có ngày Tết là sửa mùng 1 thôi. Ở đây thì cúng hội 30, thì quý sư vẫn đọc giới 30, đúng là đọc giới là phải cúng hội. Nhưng mà cái truyền thống Phật tử thì 30 bắt đưa ông bà, rước ông bà về gì đó. Thấy không? Cái đó là cái sai lầm của người Phật tử. Nó đưa ông bà, rước ông bà chết thì về với ông bà. Trời ơi, về với Phật Di Đà sướng hơn. Vậy ông bà hết phước rồi khỏi ở lại. Không? Thì ngày đó rước ông bà về chứng minh cho con cháu. Không? Có đền thờ ông bà ở giữa nhà đó. Thì cái đó là cái hiểu lầm của người Tàu. Cái đó truyền thống của người Tàu. Thì tôi đưa vậy thôi. Thì quý vị từ nay là nên cầu chúc ông bà về cực lạc của Phật Di Đà. Vậy ông bà thì tốt, đó là cõi trời. Nhưng mà cõi trời hết phước cũng luân hồi thôi. Giống như Luân Võ Đế làm vua rồi chết rồi, làm con rắn mãng xà. Đó là chúng ta phải hiểu cái đó. Thì bữa 27 đó, nếu quý vị đồng ý là chúng ta tiếp tục học thì tôi cũng giảng. Còn nếu quý vị thấy mệt mỏi muốn nghỉ thì tôi cũng đồng ý nghỉ. Nghỉ luôn cũng được nữa, thì Phật tử thôi. Chứ tôi là quá xá rồi. Mà tôi thấy ở đây là quý vị cái trình độ hiểu biết của tôi rất mừng. Nghĩa là cái sáng tạo thì có 2-3 người thôi, nhưng mà cái dàn bài đó, cái băng đó thì quý vị có rất nhiều. Tức là tôi giảng sao trả ra y chang vậy hả? Thì cái đó đòi hỏi quý vị thời gian nghiền ngẫm nữa thì quý vị sẽ tiêu hóa. Còn bây giờ đa số không tiêu hóa, nhưng mà có ăn cỏ rồi, có số vốn chất liệu rồi, nó chứa đầy cái kho rồi, nhưng mà để lâu của nó sình. Tôi muốn là quý vị làm sao nghiền ngẫm cho thành cái xương thịt máu của mình. Nó cũng giống xôi như như là ông Thiện Đức hay là cô Gấm hay một số người đó, thì có đặc tiêu quá ít thôi, 3, 4, 5 người vậy đó. Còn bao nhiêu là trả bài thuộc lòng rốt rốt, nhưng mà áp dụng vào đời sống là không được. Thì chưa có văn, thiếu có từ, có giữ giới, có nghe pháp mà thiếu tiêu hóa. Thì có một số trả rất hay, chẳng hạn như là tôi nói hết nha, đừng có buồn, tôi nói sự thật thôi. Như cô Dân Thủy Tiên, cô Hạnh, là đầy đủ pháp lý nhưng mà không tiêu hóa, trả hồi lộn xộn tùm lum hết. Người ta sáng tạo là người ta nắm đỉnh, người ta tiêu hóa đó. Cũng như tôi nói rồi không bao giờ lộn, đầu đuôi thì nó ăn ăn khác, mà tôi còn chưa dữ đó. Tôi thấy là tôi giảng cái tiến trình năm quẩn, ngũ quẩn với năm triền cái nó chưa có ăn khớp, năm triền cái với tứ thiền chưa ăn khớp. Bây giờ tôi giảng lại cho ăn khớp, và năm triền cái ngũ quẩn lục căn với thập nhị nhân duyên chưa ăn khớp, nó khánh chặt với nhau một cách sáng tỏ mà các học giả chưa ai giảng rành hết. Tôi dám nói vậy. Tôi đúng hay không tôi không biết, nhưng mà tôi thấy sáng tỏ. Tôi tính giảng lợi kỳ này là xong đó. Thì tôi có vô lộ thiêu tôi cũng vừa ý, thì pháp tôi cũng là hết rồi. Rồi sau quý vị cố gắng. Thì ở đây mà ghi pháp của tôi đã hay nhất là ông Thiện Khánh, kế đó là cô Như Nhật. Theo là tôi lên cái bản, tôi thấy ông viết rất là chặt chẽ, rồi trước tôi đầy hết một lần, thì bây giờ ông viết lại rất là sáng tỏ. Còn cô Như Nhật thì không biết cô gì đánh máy viết sao mà cổ phổ biến tùm lum. Đề trong đó Hòa Thượng Giác Can rồi, tôi nói thích này bỏ đi, cô muốn in bao nhiêu cô in, đừng có để tên tôi vô đó. Tôi năn nỉ tôi xin mà. Để tôi chui vô cái lùm nào trơn thì cô cắm giò tôi có kéo ra. Tôi chui không được nữa. Rồi bây giờ cái danh tôi nó lên trên mạng nữa thì cũng đưa cổ đưa vô. Rồi bây giờ người ta xuống là kiếm nữa.
rối rôm cho phần rối rôm kiếm mà tôi lại là không biết cách xã giao. Quý vị biết là tôi cù lần pháp lý như vậy đó, nhưng mà ra xã giao là tôi không biết nói sao, tài chừng nó dư không biết để đâu, thành ra tôi ít có đi thăm ai lắm, ít đi thăm, mình không từng xã giao. Ta xã giao người ta khôn khéo nói chuyện hay lắm, nói chuyện mà nói chuyện đời đó thì tôi thấy mấy cô dạy tôi chứ tôi không có rành. À, đi xã giao ở đâu mà đi thăm gì đó tự có mấy ông thiện nam với mấy cô, là mấy ông mấy cô nói hết à, chứ tôi ngồi tôi ngó thôi, biết cái gì đâu nói chuyện. Phải nói về giáo pháp thì tôi rành, mà nói gì mà đời tôi có biết có mốc gì đâu. Dùng cái chữ gì mà chữ meo, tôi không biết meo là cái gì. Rồi bây giờ thêm cái gì mà hổm tôi hỏi ông ấy đó, bán mà nó kêu bán sốc, giá sốc. Tôi nói ủa, cái gì ông nhả sốc là cái gì, sao bán mà lại bán giá sốc là sao? Ông nói giá sốc là giá rẻ đó, sốc chứ không phải là chơi cú sốc ha, không phải là vô nước biển bị sốc thôi. Ông nói không phải. Tôi nói danh từ gì mà tôi chả hiểu gì hết. Tôi ra tôi nói thì Phật tử cười, vì tôi có biết cái gì đâu. Rồi điện thoại di động quý vị có thần thông, tôi không có thần thông. Mà đưa điện thoại di động cầm tay tôi không biết bắt. Phật tử bắt rồi bao lần rồi biểu tôi nghe, rồi tôi trả lời. Bây giờ tôi nói thôi tôi không có tiếp nữa. Nhưng ngoại quốc bây giờ nói điện để tôi hổm cô nào vô cho tôi hay. Phật tử xin cô Duy Linh Châu khai thị cho người chết bằng điện thoại di động. Tôi nói tôi không biết làm cái vụ đó, tại sao quý sư làm? Tôi nói thì sư nào làm nhờ sư đó làm, khai thị người chết mà điện thoại di động thì sao? Tôi đến đó mà tôi khai thị không biết có chịu chết không nữa, cho đừng nói là bài điện thoại di động. Rồi giảng pháp con cũng giảng bằng điện thoại di động. Tôi nói cha cái này tôi không biết được á, bây giờ truyền giới cho con thọ năm giới cũng truyền điện thoại di động, tôi không có làm được. Nói sao với thầy quý sư làm được? Tôi nói thì thầy nào làm được thì cho thầy đó làm, chứ còn biểu tôi mà tôi là khác, tôi đâu có đắc quả cao. Cái định lực tôi yếu xìu mà từ đây gặp tôi nói mà không biết tôi điều khiển được, tôi nói có sáng tỏ quý vị nghe có hiểu và có chấp nhận không, chứ nói qua điện thoại di động thôi, từ nay tôi không xài nữa, mà đưa tôi cũng không biết bắt nữa. Thành ra tôi cười lần đó, quý vị mà thấy tôi xã giao với ngồi quý vị cười, ông thầy mày khù khờ quá, cười lần quá, tại ông có xứng đáng sư phụ mình. Giáo pháp ông giảng rất hay mà cái cuộc sống rồi không có sống gì, đi mắc cỡ chết mòn đi, ông ngồi đâu ngồi đó như là ông buồn nhìn. Thì quý vị phải hiểu tôi, thông cảm cho tôi, nếu tôi ra xã giao tôi cũng giống mấy sư thôi, mấy vị thôi, không có thua gì. Cái bắt chước mà cái luân hồi thì dễ thôi, nhưng mà tội nghiệp tôi cỡ tuổi này rồi rớt cái bịch nữa, tội nghiệp tôi. Tôi là muốn tôi đi tới đạo quả ngay trong kiếp này, mà nếu chưa chứng đắc mà ra tùy thuận giáo hóa chúng sanh thì không khéo nó độ lại mình. Thì tôi thấy là tôi độ Phật tử khó, Phật tử độ tôi chắc dễ thôi. Nó bị là già rồi mà cái tâm nó không già rồi làm sao giờ, chừng nào cái tâm tôi già, giờ 30 tuổi tôi cũng giáo hóa nó, cho tôi đắc quả Bất Lai A La Hán đi, tôi không ngán. Mà cho tôi bây giờ 100 tuổi mà chưa đắc quả nhập lưu nhất vãng lai thì tôi xin là tôi cố gắng ẩn, tôi kiếm cái bụi rậm nào, chỗ hốc hang nào tôi chui vô đó tôi trốn, kẹt lắm mới được. Nhưng mà đừng có ai kéo ra, như con nhật nắm cái giò kéo ra nữa thì tội nghiệp cho tôi, tôi chung vô nữa rồi có kéo ra nữa. Thì viết cái bài tôi viết lại, viết đi đừng đề là có hòa thượng Giác Khang gì chứ mất công. Thì viết tôi đó nói gì đâu, muốn lên mạng gì lên đi, mà đừng có đề mà tôi ở tỉnh Xá Ngọc Dân 260 gì khóm 6 phường 7 gì tội nghiệp tôi. Rồi nó về cái nó xuống đây nó thỉnh, rồi tôi là bệnh muốn chết. Tôi có nhiều người tôi tiếp, người nào mà quý sư mà giảng mà thấy khó khăn khó trả lời tôi mới tiếp, còn quý sư trả lời được quý sư xin trả lời. Cái gì kiếm tôi mà pháp lý thì mấy sư từ chối hết giao cho tôi. Có khi nó vô nó năm giới nó cũng chưa thọ pháp lý, nó chả biết gì hết, tôi biểu tôi nói gì, tội nghiệp tôi, sức khỏe không có. Thôi từ nay quý vị cũng có, quý vị tôi thấy khó khả năng rồi thì quý vị giảng dùng đi. Thành ra tôi thấy đây có một số minh nữ pháp lý rất giỏi, có thể nói hai mấy ba chục người đấy, nhưng mà không chịu giúp đỡ ai, giao cho tôi hết à. Rồi bây giờ giao cho ông Thiện Khánh, ông Thiện Đức thì bệnh rồi, ông làm được, ông vô là thiêu, ông bây giờ suy quá còn muốn yếu hơn tôi nữa. Rồi ông Dân Thái, ông Dân Toàn, có ba vị à. Còn mấy cô thì cái đống, còn hai mấy ba chục giỏi giỏi không mà không chịu giúp đỡ gì hết.
Thì nói giờ tôi nói thì được rồi. Nhưng mà mấy người mà mới mới không chịu người nữ giảng, cái khổ đó là sao khó khăn nhất. Tại sao mình là mẫu giáo, mình tập sự biết mà phải lựa thầy, mà thầy người nam chứ người nữ là không được. Tôi biết sao bây giờ, người nam thì đâu có, giờ còn có ba ông thôi. Người cứ góp dẫn thiện khánh cho hai ba bốn chục người, thì giống như tôi giảng ở đây thôi, quý vị đâu có tiếp thu cái gì được. Quý vị một khóm là chừng năm sáu người thôi, đặng chi vậy? Đặng pháp đàm vấn đáp, mình hỏi ông thầy trả lời thẳng của mình, rồi ông thầy hỏi mình trả lời cái câu của ông thầy. Mà muốn trả lời được, muốn hỏi được là mình phải đầy một bụng pháp lý thì quý vị mới tiến được. Còn quý vị nghe như cái đĩa quý vị sâu vô nhả ra một ngàn năm, quý vị cũng không tiến được. Cái tiến được hay không là do cái a lại gia thức của quý vị có kinh nghiệm, có kiến thức, có ký ức. Mà quý vị hỏi một cái gì là trong a lại gia quý vị phải có số vốn mới vừa mới hỏi được. Thành ra vị nào mà gặp tôi rất thích, đi nghe pháp chưa hai ba năm mà không gặp luật sư là một hai tiếng đồng hồ. Đúng như vậy. Nhưng mà sức khỏe đâu có cho phép. Năn nỉ tôi sẽ cho con thỉnh thoảng gặp sư, tôi nói không được, có mấy thầy giảng đó còn có mấy sư trong này vô hỏi nữa. Ở đây thì có Minh Hà, ông Minh Hiệp, rồi mấy người có pháp lý giỏi, còn ở dưới Phật tử nam nữ cả đống, cái gì cũng tôi hết. Khi nào mà bí đó, mấy sư này lớn, mấy Phật tử nào giỏi bí nữa đến tôi đồng ý, phải cho tôi nghỉ chứ. Còn ấy quý vị đưa tôi vô lò thiêu sớm rồi tội nghiệp tôi, sức khỏe không có. Còn mấy cô thì tôi không chịu dạy, nhưng mà tôi kêu thì mấy cô kính tôi, nể tôi, mấy cô chịu. Mà người nghe không chịu. Tôi nói người nào cũng nó khó lắm, khó lắm. Anh nói, người cái ông bên tre vẫn nói đó, nếu mà điều khiển được một người nữ đó bằng điều khiển cả thế giới. Tôi thấy không thế giới mà cả vũ trụ nữa. Khó khăn. Thành ra cái lý do tại sao mà Đức Phật không cho người nữ xuất gia, bây giờ tôi đi sâu tôi mới biết. Tôi mới biết Đức Phật có lý. Bà Xà Bà Đề bạch Đức Phật ba lần. Lần thứ nhất Ngài không chịu, Ngài đuổi đi. Lần thứ nhì Ngài cũng đuổi, nói thôi bà ơi đừng có nói nữa, người nữ xuất gia mất 500 năm chấp pháp của tôi. Rồi cái ngày đi khỏi sành sao về ra khỏi nước của vua Tịnh Phạn, thì qua cái nước khác, bà Ba Sa Bà Đề làm gan, cạo đầu đắp y luôn. Đức Phật chưa chứng minh, tiền trảm hậu tấu, kéo 500 năm tỳ nữ đi kiếm Đức Phật Thế Tôn. Mặc y rồi, cạo đầu rồi, bây giờ Đức Phật chỉ truyền giới nữa thôi. Đức Phật nó không được, bà trở về mặc đồ đời lại, để tóc lại. Mình thấy Đức Phật hơi tàn nhẫn, nếu không muốn nói là vua nhân đạo, nó hơi tàn nhẫn đối với người nữ. Bà khóc ba lần, bây giờ làm đại tiền trảm hậu tấu mà Đức Phật cũng không chấp nhận. Coi lại lịch sử thôi, Đức Phật đuổi ra khỏi tịnh xá, bà về để tóc lại, mặc đồ đời lại. Người nữ sâu vô là mất 500 đánh pháp của ta. Rồi ra ngoài khóc, đứng ở cửa tịnh xá khóc. A Nan đi bác về, thầy mới hỏi. Thành ra sau này Ca Diếp, Đức Phật tịch đời Ca Diếp, kết tội A Nan. Bên Nam Tông cũng kết tội A Nan, chính ông mà làm cho Đức Phật thâu người nữ. Thành ra bây giờ chánh pháp bị tàn lụi sớm là do A Nan. Coi trong kinh không phải tôi đặt điều đó, thì A Nan thấy và A Nan mới tội nghiệp. Rồi bà Bá Sa Đề là mẹ nuôi Đức Phật, em của bà Maya, em ruột á, thì hai chị em một chồng. Thành ra sau chị chết rồi, bà Maya chết rồi, Ba Sa Bà Đề lên thay thế nuôi thái tử từ lúc lọt lòng. Có bảy bữa là bà chết rồi, sanh ra Đức Phật là chết. Bà phải nuôi cho tới lớn.